mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào đầu thế kỷ 18 tại Vương quốc Anh với sự xuất hiện của động cơ hơi nước do Thomas Newcomen chế tạo vào năm 1712. Động cơ hơi nước được ứng dụng thành công vào tàu thủy và xe lửa, giúp việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, ngành dệt may giai đoạn này cũng chứng kiến nhiều phát minh quan trọng như con thoi bay của John Kay vào năm 1733 hay máy kéo sợi Spinning Jenny của James Hargreaves vào năm 1764, giúp tăng năng suất kéo sợi lên gấp 10 lần chỉ với một người điều khiển. Kết quả của cuộc cách mạng lần thứ nhất là sự xuất hiện của các nhà máy quy mô lớn, thay thế dần cho mô hình sản xuất nhỏ lẻ và việc sử dụng máy móc để nâng cao năng suất lao động. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra từ giữa thế kỷ 19 đến trước Thế chiến thứ nhất với tiền đề là quy trình luyện thép mới của Henry Bessemer vào năm 1855. Tiếp theo, nguồn năng lượng từ than đã được thay thế bằng dầu mỏ và đặc biệt là sự xuất hiện của điện, tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đời của hàng loạt các phát minh như bóng đèn, điện thoại, tủ lạnh, máy giặt mà chúng ta sử dụng ngày nay. Động cơ hơi nước cũng được thay thế bằng động cơ đốt trong mạnh mẽ hơn. Năm 1885, chiếc xe hơi đầu tiên sử dụng động cơ đốt trong được chế tạo bởi kỹ sư người Đức Carl Benz. Đến năm 1908, hãng Ford Motor của Henry Ford cho ra mắt mẫu xe hơi Model T tại Mỹ. Cũng trong đầu thế kỷ 19, năm 1903, chiếc máy bay sử dụng động cơ đốt trong của anh em nhà Wright cũng đã cất cánh thành công, mở đầu cho kỷ nguyên hàng không ngày nay. Đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba hay còn được biết đến với cái tên cách mạng khoa học công nghệ là việc phát minh ra bóng bán dẫn vào năm 1947. Tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đây có thể được xem như là một phát minh quan trọng bậc nhất của gần như tất cả các thiết bị hiện đại ngày nay, mỗi chiếc điện thoại hay máy tính của các bạn đang dùng. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba cũng mang đến cho chúng ta hai phát minh quan trọng nữa, đó là hai công cụ, đó chính là máy tính cá nhân vào những năm 1970 và mạng Internet vào những năm 90. Tính đến năm 2018, số lượng người sử dụng Internet đã lên đến hơn 4,3 tỷ, tương đương với 56% dân số thế giới. Với ba phát minh tiêu biểu trên, cách mạng công nghiệp lần thứ ba ở thế kỷ 20 được xem như là một bước đại nhảy vọt để đưa chúng ta vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số hóa. Và cho đến những ngày hôm nay, nền văn minh nhân loại đã lại tiến thêm một bước nữa và chúng ta gọi đó là cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng lần này sẽ diễn ra trên ba lĩnh vực chính, đó là kỹ thuật số, vật lý và công nghệ sinh học. Trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối và dữ liệu lớn là ba yếu tố cốt lõi trong lĩnh vực kỹ thuật số. Bên cạnh đó, lĩnh vực vật lý sẽ mang đến cho chúng ta những robot thế hệ mới có tư duy riêng, máy in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới và công nghệ nano. Còn công nghệ sinh học sẽ tập trung nghiên cứu để tạo ra những thay đổi lớn trong nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường và năng lượng tái tạo.